Muốn có kiến thức thực tiễn phải là thằng thành công nó dạy cho mình Chứ còn cái thằng mà nó dạy chạy marketing mà nó lại không marketing bao giờ thì nó dạy làm sao được Cái thằng dạy truyền thông mà cả đời không đi truyền thông bao giờ Thằng dạy làm video mà không bao giờ đóng video bao giờ Mà đi dạy video dạy làm sao được Vâng, thưa các đại ca Là chúng ta phải chọn môi trường học tập thế nào là tốt tốt có nghĩa là đáp ứng được doanh nghiệp tốt có nghĩa là đáp ứng được doanh nghiệp để doanh nghiệp họ chào đón mình khái niệm tốt đấy của tôi nó đơn giản vậy thôi và có nghĩa là họ giao việc là bạn phải hoàn thành bạn phải có thói quen và thái độ tốt tức là đi làm đi sớm về muộn chứ không có cái chuyện đi muộn về sớm Đúng không rồi là thái độ tốt là không chảnh chọe với đồng đội ờ, Cãi nhau với người này cãi nhau với người kia xong nhìn sếp với ánh mắt là, là, là hình viên đạn xong nói xấu sếp, thì cái này là người Việt Nam mình bị đồng như quân nguyện thứ hai là hòa nhập với lại đồng nghiệp vào trong cơ quan là nói xấu thằng này nói xấu thằng kia xong rồi là ganh đua ganh tị suốt ngày bảo là thằng này ngu mình khôn như vậy là là dẫn tới là đồng nghiệp nó tẩy chay và nếu có cái hòa nhập với đồng nghiệp này thì là gì ạ à? biết ăn biết chơi biết vui vẻ với mọi người không tách mình ra khỏi cộng đồng thì giận cộng đồng thì em sống với ai đấy cho nên là phải biết hòa nhập và cái cuối cùng là cũng phải có tí bằng cấp đấy bốn cái này vậy thì bốn cái này thì ai sẽ là người huấn luyện cho bạn muốn làm được công việc thực tiễn thì phải cha doanh nhân thực tiễn phải học được kinh doanh thực tiễn còn muốn rèn luyện hàng ngày thì gì ạ đây phải có thói quen thái độ tốt thì phải rèn luyện hàng ngày thói quen không thể nhờ tôi nói chuyện với bạn mà bạn hình thành thói quen mà thói quen là do bạn rèn luyện chứ không phải do tôi dạy mà bạn hình thành thói quen được Đấy, rồi muốn hòa nhập với doanh nghiệp tức là muốn nói chuyện với mọi người có khả năng giao tiếp có khả năng hòa đồng với mọi người thì phải có môi trường rèn luyện chứ tôi cũng không thể dạy được dạy làm sao được không ai dạy được cả. người ta chỉ dạy về mở tư duy thôi, chứ không ai dạy về để nó có những cái kỹ năng này được. rồi học cao đẳng, đấy phải có cao đẳng đại học, phải có lấy cái bằng. À, như vậy cần bốn cái này, bốn cái này. vậy thì bốn cái này ai mang lại cho bạn? một muốn có kiến thức thực tiễn phải là thằng thành công nó dạy cho mình. chứ còn cái thằng mà nó dạy chạy marketing mà nó lại không marketing bao giờ thì nó dạy làm sao được? Cái thằng dạy truyền thông mà cả đời không đi truyền thông bao giờ Thằng dạy làm video mà không bao giờ đóng video bao giờ Mà đi dạy video dạy làm sao được Đúng không? Thằng dạy bán hàng mà bán cả đời không đi bán hàng bao giờ Đi dạy bán hàng thì dạy làm sao được Cho nên phải là thằng nó làm rồi Còn tôi xin lỗi giáo sư họ dạy tư duy thôi Giáo sư sao dạy được cái 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 cái, cái thứ thực tiễn này Như vậy thì có mà giáo sư đi bán hàng ấy nào Đấy. Ok Rèn luyện cái hàng ngày là phải có môi trường quân đội. Đấy, muốn có thói quen tốt là phải ăn giờ nào, ngủ giờ nào, mấy giờ lên giường, mấy giờ ăn, mấy giờ học, mấy giờ tập võ, mấy giờ picnic, mấy giờ, mấy giờ. Và nó rèn luyện thói quen đúng như doanh nghiệp. Đấy, phải là môi trường quân đội. Cho nên những người họ đi bộ đội về họ rất là trưởng thành về về chứng chạc về thói quen. Đấy. rồi có môi trường hoạt động thì bạn phải là gì ạ? Một cái môi trường nó có thường xuyên tổ chức các hoạt động nhóm. Và bạn phải tham gia Chứ bạn không thể nói là tôi không muốn được Bắt bạn phải tham gia Và đã tham gia vào môi trường đấy Thì không nói nó cũng cậy rằng là nó, ném lên đám đông bắt phải nói nhưng Mà không nói thì thì vẫn phải nói Đấy Rồi ạ à, Và muốn có bằng cấp thì cái trường đấy phải có pháp lý Phải có pháp lý và được quyền cấp bằng Đấy Thì như vậy đây là một môi trường huấn luyện tốt Và nói như vậy Tìm ở Việt Nam khó phết đấy Chính vì vậy tôi với nghĩ ra trường doanh nhân CEO Việt Nam và đóng gói toàn bộ chương trình này thành một tức là như kiểu siêu thị 4 trong một luôn. Và đến đây thì chương trình hướng nghiệp của các bạn đã kết thúc. Nhưng nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về trường doanh nhân thì các bạn xem tiếp cái bài tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn về giới thiệu về trường doanh nhân để nếu bạn có nhu cầu và bạn muốn thì bạn sẽ đăng ký vào học tại trường doanh nhân sẽ đáp ứng được cả bốn yêu cầu này và bạn nào không muốn nghe nữa thì kết thúc ở đây hết vậy thì bạn nào muốn nghe thì mời chúng ta qua cái phần hiểu về trường doanh nhân đang huấn luyện như thế nào mời các bạn trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc website trường doanh nhân CEO .edu .vn